Mày đi đi. Đầu đường sao chợ bạn cứ trời hoài vậy mày? Hả? Bây giờ sẽ nói nha, tại vì đáng lẽ không muốn nói đó, thật lòng. Anh với Thành đang hỗ trợ em hết mình. Nhưng mà em đang đùa trên cái tiểu phẩm của em. Đúng chưa? Nếu em tập trung, anh với Thành chửi cỡ đó là khóc được đó. Là một là khóc, hai là chửi lại. Và anh nói rằng là tôi là đầu đường xó chợ, nhưng mà tôi sống đàng hoàng, nghiêm túc, ngay thẳng. Mấy người làm gì? Mấy người đừng nghĩ có tiền mới coi tôi là rác rưởi. Còn mẹ tôi, đừng xúc phạm tới mẹ tôi. Nếu còn xúc phạm tới mẹ tôi chỉ giết mấy người. Ví dụ vậy là bắt đầu câu chuyện nó có cái để xem. Chào anh Tấn Thành, chào anh Trường Giang. Sao? Chào anh Ngô Kiến Quy. Trời ơi, sao Ngô Kiến Quy nhẹ nhàng hẳn vậy đây? Chào tất cả mọi người. Xá luôn, tế sống lần 4. Nè, làm như có cảm tình riêng với anh Quy phải không? Chứ tại sao chào tôi chào bình thường, chào anh Quy nhẹ nhàng rồi nghiêng người vậy? Trúng luồng điện á. Ờ. Đấng bề trên. À, đứng bề trên. Đúng rồi. Nhiêu tuổi rồi? 18. 18 à? Bạn nhỏ ơi. Có người yêu chưa? Chưa. Chưa. Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức? Khán giả ủng hộ quá trời. Nhẹ có rất nhiều rổ nha, như thằng Anh Đức. Rổ. Trời đất ơi, tội nghiệp bạn tôi mà. Mà em ơi, đi tới đây một mình hay với nhiều người? Một mình. Mình hả? Rồi rung bẽn lẽn vậy rồi làm sao thế? Đang làm gì? Mới vừa thi trong trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật xong, đang chờ kết quả. Cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Học ngành nào? Diễn viên. Ồ. Trời ơi, học diễn viên mấy năm? À, mới thi hả? Mới thi. Rồi quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ, Hương Anh Giang. Quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp, rồi mới lên đây thi. Đồ ăn ngon dưới là cái gì? Không có gì ngon. Hát giọng cổ được không? Nghe chiếu Cà Mau cái coi. Đẩy câu chơi. Trời ơi. Mắc cỡ. Nghe chiếu Cà Mau nó cắm sào trên bờ kênh ngã bảy, mà con mẹ bảy năm xưa chẳng thấy ga chào. Ê, mình khỏi coi kết quả thi sắp tới ha. Thời gian 60 giây bắt đầu. Mày đi đi. Đầu đường sao chợ bạn cứ trời hoài vậy mày? Hả? Mày không có gì? Mày không để người ta thương hại mày hả? Chửi không có mẹ nữa. Mày á, mày à. Ủa mày á, mày đẻ ra mày, cái mày tưởng mày là ngon ở trong nhà này hả mày? Mày á, mày cũng là thứ ăn cái ở thôi à. Mấy người đến đây. Mấy người tưởng tôi không có cha có mẹ hả? Tôi có cha có mẹ rõ ràng. Ở bữa đó có tấm hình, bữa nay không có tấm hình là sao trời? Nhớ bỏ tấm hình của mẹ bữa đó nè. Mẹ ơi, người ta chửi con quá trời kìa mẹ ơi. Mẹ tôi thương tôi dữ lắm đó. Mẹ ơi. Bà thương tôi sao bà bỏ tôi? Hả? Hết thời gian. Nói nghe nè. Mấy anh báo kết quả giùm trường được không? Bây giờ sẽ nói nha, tại vì đáng lẽ không muốn nói đó, thật lòng. Anh với Thành đang hỗ trợ em hết mình. Nhưng mà em đang đùa trên cái tiểu phẩm của em. Đúng chưa? Nếu em tập trung, anh với Thành chửi cỡ đó là khóc được đó. Là một là khóc, hai là chửi lại. Và anh nói rằng là tôi là đầu đường xó chợ, nhưng mà tôi sống đàng hoàng, nghiêm túc, ngay thẳng. Mấy người làm gì? Mấy người đừng nghĩ có tiền mới coi tôi là rác rưởi. Còn mẹ tôi, đừng xúc phạm tới mẹ tôi. Nếu còn xúc phạm tới mẹ tôi chỉ giết mấy người. Ví dụ vậy là bắt đầu câu chuyện nó có cái để xem. Và anh Thành sẵn sàng hỗ trợ thêm nữa nếu như anh cảm thấy cái tình huống nó sẽ đi đến một cái mức độ nào đó. Còn em không, anh hỗ trợ hết mình, Thành hỗ trợ hết mình. Giỡn. Em giỡn. Tôi có cha có mẹ rõ ràng. Ở bữa đó có tấm hình, bữa nay không có tấm hình là sao trời? Nhớ bỏ tấm hình của mẹ bữa đó nè. Em treo đùa và em nói này không có tấm hình. Ui anh vừa này, mẹ ai mà tin?
báo kết quả của trường luôn. Báo kết quả của trường. Trường có báo quẹo phải không em? Sao Miếu? Nói trúng mày trật mà Miếu. Em thấy bữa đó em diễn tốt hơn bữa nay rất là nhiều. Bữa nay em không có diễn, bữa nay em giỡn. Bây giờ nè, để cho em gọi là tâm phục khẩu phục thì nãy là cái tiểu phẩm anh đề nghị em thôi. Em không có tâm lý chuẩn bị mất công về em đổ thừa. Và anh muốn coi cái tiểu phẩm mà em đã chuẩn bị, đúng không? Để mình đến đây mình coi như là mình phải tâm phục khẩu phục. Mình biết đâu nhiều khi cái tiểu phẩm em chuẩn bị lại có duyên, rồi anh lại, đúng không? Mình nhận được tiền thì sao? Vậy thôi vậy em không đi nữa. Sao vậy? Cuộc sống này đâu phải lúc nào con đường cũng bằng phẳng. Tôi đang diễn à, không, tôi đang nói những cái điều chân thật thôi. Âu cũng là cái số. Tại sao lại không thi? Trời ơi, có tiểu phẩm. Có nha. Tại sao lại không thi? Thôi mà trời ơi, có gì đâu mà mình phải tâm lý như vậy, đúng không? Khán giả là của mình. Khoan, bây giờ nè, nếu bây giờ bạn được nói một câu, bạn nói câu gì? Một chia sẻ của bạn ngay bây giờ, bạn cảm nhận gì bạn cứ nói ra đi. Anh đi lên trên kia đi. Hay là từ bây giờ chứ em không nghĩ em không hợp với cái này nữa. Rồi, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện có thiệt về một chàng trai là một ca sĩ. Ngày ấy có thiệt nha. Ngày ấy anh ấy 19 tuổi và anh ấy cũng đi học luyện thanh. Ngày luyện thanh đầu tiên anh ấy bị thầy đuổi về. Ngày đầu tiên thì tôi đi luyện thanh, chàng trai đó là tôi nè. Tôi luyện thanh tôi bị thầy đuổi về, bởi vì thầy nói tôi không chất giọng. Nhưng mà thật ra thì sau khoảng thời gian tôi luyện tập, bị đuổi ít nhất là 10 lần. Cuối cùng tôi cũng hát được. Cái vai diễn đầu tiên của tôi bị chửi không ra gì. Bây giờ tôi là diễn viên. Cái show tôi vẫn đầu tiên tôi bị chửi còn hơn bạn bây giờ bị chửi nữa, mà tôi vẫn làm MC được. Thì mắc cái chứng gì mà bạn chỉ vì một cái tiểu phẩm? Tiểu phẩm này bạn chưa chuẩn bị bạn phải sợ, đúng không? Sinh viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật là phải có được cái sự kiên định. Hay. Đâu phải là mình bị chửi là mình bỏ cuộc, mình nản. Lâu lâu thấy anh Bắp nói một câu hú hồn. Bữa nay thấy trưởng thành đó nha Quy nha. Em luôn là như vậy. Em luôn là như vậy à. Tán rước cục xào ra chứ. Nè, thật ra thì đó là những thử thách của bạn thôi, tôi chia sẻ thật, đúng không? Mình là diễn viên mà đâu phải là đạo diễn nói mình một cái là mình giận mình bỏ về không diễn được. Đạo diễn càng chửi mình càng chứng minh đạo diễn sai. Hồi nãy không phải là anh Giang rầy em, mà là vì anh Giang thấy tức cho cái sự mà không có nắm được vấn đề của em. Là vì nếu đáng lẽ em nhân cái cơ hội đó để em diễn được, là biết đâu một hồi người ta có chuyện, người ta vui, người ta coi. Nhưng vì em không nắm được cái vấn đề, không hiểu ý, cái em giỡn, hiểu anh nói không? Thành thử ra là thôi, mình không biết thì coi như mình nghe để mình rút kinh nghiệm. Và bây giờ bình tĩnh, thoải mái, diễn là cái tuần mà em cho là vui coi.